Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng mùng 5 tháng 6, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn của đại biểu về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kiểm toán. Đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Trịnh Minh Bình, Đoàn Vĩnh Long cho biết, thời gian qua, các dự án đầu tư xây dựng đã được kiểm toán nhưng sau đó cơ quan chức năng vẫn phát hiện các sai phạm trong hoạt động đấu thầu. Đại biểu Trịnh Minh Bình đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước lý giải vấn đề này và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trả lời nội dung này, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập với chức năng đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Như vậy, đối tượng kiểm toán là việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của pháp luật. Đơn vị được kiểm toán là những đơn vị trực tiếp liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công với 12 nhóm đơn vị liên quan. Ông Ngô Văn Tuấn cho biết, vừa qua xảy ra một số vụ án lớn liên quan đến đấu thầu, cụ thể là tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Thuận An. Ông khẳng định hai đơn vị này là doanh nghiệp không có vốn nhà nước nên họ không phải là đơn vị được kiểm toán. Xét về đơn vị có liên quan thì họ liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công với tư cách là nhà thầu. Hoạt động kiểm toán của chúng tôi thực hiện ở đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Trong quá trình kiểm toán, sẽ thực hiện cả ba nội dung là đánh giá tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính, xác nhận việc tuân thủ pháp luật trong đấu thầu, đầu tư, xây dựng cơ bản và xác nhận tính hiệu quả trong đầu tư tài chính công, tài sản công. Theo ông Tuấn, trong việc kiểm toán chấp hành pháp lệnh về đấu thầu, trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do đơn vị được kiểm toán như ban quản lý dự án chủ đầu tư cung cấp thì cơ quan kiểm toán thực hiện thu thập bằng chứng để phục vụ cho việc kết luận về tính trung thực. Trong quá trình kiểm toán độc lập sẽ xét toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu để xem việc gọi thầu có đúng không, hồ sơ thầu, chấm thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu. Quá trình kiểm toán đã chỉ ra những sai sót và có kiến nghị xử lý. Trước đó, phát biểu về vấn đề phòng chống tham nhũng, ông Ngô Văn Tuấn nói, kiểm toán nhà nước đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc kiểm toán phát hiện kịp thời những sai phạm về tài chính để có kiến nghị tăng thu, giảm chi, góp phần tăng hiệu quả, giảm thất thoát tài chính công, tài sản công. Đồng thời, cơ quan kiểm toán cũng có kiến nghị sửa đổi kịp thời các bất cập của cơ chế, chính sách, kịp thời vá lỗ hồng để chống thất thoát, lãng phí. Kiểm toán nhà nước đã cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan chức năng để kịp thời đưa ra ánh sáng các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Ngày mùng 3 tháng 6, công an và ủy ban nhân dân phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang làm rõ các vi phạm hành chính đối với tụ điểm kinh doanh Mina Dating Cafe nằm trên tầng 7 của một tòa nhà ở đường Nguyễn Trãi. Cơ quan chức năng phường Bến Thành đã lập biên bản đối với quán Mina Dating Cafe về một số vi phạm như không ký kết hợp đồng lao động với người lao động, chưa có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Triều, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Bến Thành đã xác nhận thông tin trên. Đồng thời bà Triều cho biết, lực lượng công an, ủy ban nhân dân phường qua kiểm tra, xác minh và làm việc với những người liên quan thì chưa ghi nhận thấy quán này có dấu hiệu liên quan đến những hành vi tiêu cực như trên mạng xã hội lan truyền. Theo bà Triều, với các vi phạm hành chính nói trên, cơ quan chức năng hiện chưa ra quyết định xử phạt mà đang tiến hành xử lý. Ngoài ra, người đại diện pháp luật của quán Mina Dating Cafe, chị HTAZ, 21 tuổi, ngụ quận 12 cho biết, quán được sao chép theo mô hình ở Nhật Bản và đã kinh doanh được 20 ngày. Đây là quán đầu tiên và duy nhất chị kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh thời điểm hiện tại. Mục đích chị mở quán cà phê là để giải quyết vấn đề hẹn hò của người trẻ ở xã hội hiện nay, nhất là trên các ứng dụng như Tinder, Bumble. Theo chị, những ứng dụng này luôn tiềm ẩn những rủi ro vì thông tin giả, không biết mặt nhau nên chị mở quán cà phê này chỉ với mục đích duy nhất là kết nối những người khác giới. Cũng theo chị Dề, nguồn cơn bắt đầu từ TikToker được thuê đến để quay quảng cáo nội dung video được đăng trên nền tảng TikTok với nhiều góc độ. Chị Dê cho hay, một góc là bạn nhảy, còn một góc từ phòng nam nhìn qua. Sau đó có rất nhiều người vào bình luận phẫn nộ. Họ bảo làm như vậy là mất quyền riêng tư và người nữ sẽ bị xăm soi. Đó là lý do nhiều người vào công kích quán. Và sau những bài tố trên mạng, chị đã đóng hết các quảng cáo, trang mạng xã hội để tránh hình ảnh của khách bị lọt ra ngoài. Về tấm gương một chiều nhìn được từ phía nam giới, chị Dê nói rằng sẽ gây tranh cãi. Tuy nhiên lý do đặt vậy là để phía nam dễ dàng chủ động mời phía nữ trò chuyện. Cho nên chị khẳng định nếu phát sinh các vấn đề tiêu cực, quán sẽ sẵn sàng cung cấp bằng chứng từ camera. Theo chị AZ, quán rất bảo vệ các bạn khách nữ. Khi khách nữ tới, nhân viên sẽ thông báo có gương một chiều, còn bạn nữ nào cảm thấy khó chịu, lập tức sẽ có nhân viên hỗ trợ. Trường hợp khi gặp mặt, bạn nam sấn đến bạn nữ thì nhân viên sẽ kéo rèm để can thiệp ngay lập tức. Nếu khách nữ mặc váy, nhân viên của quán sẽ đưa đồng phục bảo hộ để che chắn. Ngoài ra, quán cũng có camera giám sát mọi thứ. Theo tìm hiểu, mô hình quán cà phê hẹn hò vốn có ở Nhật Bản từ lâu nhưng đã bị phản ứng tẩy chay gay gắt. Trước đó vào trưa ngày mùng 2 tháng 6, các lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính quán cà phê này mời những người liên quan về làm việc. Ngày mùng 4 tháng 6, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử bị cáo Vũ Thị Thu Nhung cựu phó giám đốc một ngân hàng có chi nhánh tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa do vắng nhiều người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Theo cáo buộc, khoảng năm 2014, do cần tiền để sử dụng và chi tiêu cá nhân, nên Vũ Thị Thu Nhung đã có hành vi gian dối, đưa ra các thông tin không có thật với những người quen biết để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng. Theo đó, bị cáo Nhung đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng Exim Bank chi nhánh Ba Đình đang có các chương trình gửi tiền dành cho khách hàng tại tổ chức tín dụng này. Theo thông tin Nhung đưa ra, các chứng chỉ này được quản lý riêng trên hệ thống tài khoản nội bộ của các lãnh đạo ngân hàng Exim Bank, không phát hành rộng rãi và đề nghị những người có nhu cầu chuyển tiền cho Nhung. Bị cáo sẽ có trách nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của Exim Bank chi nhánh Ba Đình và gửi lại chứng từ trả tiền gốc và tiền lãi, tiền chăm sóc khách hàng của ngân hàng chuyển tới cho họ. Cùng với đó, bị cáo vũ thị thu nhung còn đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng exim bank chi nhánh ba đình do bị cáo làm phó giám đốc chi nhánh phụ trách thanh lý bán đấu giá tài sản thanh lý là các bất động sản nợ xấu tại ngân hàng nếu ai có nhu cầu đầu tư thì chuyển tiền vào công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và quản lý tài sản việt nam là công ty sân sau của nội bộ các lãnh đạo ngân hàng exim bank thực tế công ty này do nhung thành lập nhờ nguyễn thị diệu linh đứng tên tổng giám đốc thực chất nhung mới là người quản lý sử dụng tài khoản của công ty để ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại ngân hàng Eximbank. Thời gian ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá tài sản thanh lý nợ xấu tại ngân hàng này. Sau khi nhận tiền của nhiều người có nhu cầu theo các thông tin gian dối mà nhung giới thiệu, bị cáo không thực hiện như đã ký cam kết mà sử dụng phần lớn số tiền để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận, tiền chăm sóc khách hàng, tiền quà tặng cho những người nộp tiền. Thực tế, nhung lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp tiền trước, số tiền còn lại thì chiếm đoạt sử dụng và chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Thị Thu Nhung còn là việc làm giả 57 tài liệu của ngân hàng Exim chi nhánh Ba Đình. Bị cáo giao cho khách hàng những giấy tờ tài liệu để họ tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền cho Nhung và sau đó bị chiếm đoạt hết. Cơ quan tố tụng cáo buộc với thủ đoạn trên từ năm 2014 đến tháng 5 năm 2022, thông qua các trung gian hoặc trực tiếp nhận tiền của các bị hại, Vũ Thị Thu Nhung đã lừa đảo khoảng 100 người, chiếm đoạt hơn 2.700 tỷ đồng để gửi tiền tiết kiệm, mua trái phiếu, giữ hộ tiền mặt, gửi tiền ký quỹ đầu tư mua bán thanh lý đấu giá các tài sản nợ xấu tại ACB. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định có 46 bị hại trong vụ án với đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ. Những người này đã chuyển cho Nhung hơn 788 tỷ đồng. Nhung dùng phần lớn số tiền này để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận cho các bị hại với tổng số tiền hơn 477 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định Nhung còn chiếm đoạt của các bị hại hơn 311 tỷ đồng hiện không có khả năng khắc phục hậu quả